Ủa, Út? Dạ, anh Tư, anh đi đâu vậy? Thì anh Tư đi qua tìm Út nè, chứ đi đâu? Ủa, mà anh tìm Út có chuyện gì không? Lâu quá không gặp Út, anh Tư nhớ Út nên qua thăm, chứ có gì đâu. Anh Tư này lúc nào cũng giỡn hết á. Anh nói thật mà, bộ Út không tin anh hả? Dạ không. Út nè, anh là con trai miền Tây, quê hương ruộng đồng bạt ngàn phù sa. Quê anh có áo bà ba, tình quê tươi thắm mà nghe đậm đà. Em là con gái miền Tây, ăn nói dịu dàng bao chàng si mê.